thấy các em hai bài, một bài ung thư phổi và bài tràn dịch màng phổi. Các em nhìn trên hình ảnh cho có một cái tổn thương ung thư phổi. Đây là cái tổn thương ung thư phổi từ trên phổi phải, trên phải. Đây là một cái hiện nay ung thư phổi là một cái bệnh rất là phổ biến, Mục tiêu của cái bài này thì các em cần nắm một số cái vấn đề sau. Thứ nhất là các em nắm được cái triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng ung thư phổi. Thứ hai là phân loại giai đoạn ung thư phổi theo hệ thống phân loại quốc tế TNM, bây giờ người ta vẫn áp dụng cái này trong cái điều trị ung thư phổi. Thứ ba là điều trị ung thư phổi. Cái tài liệu học tập chính là bài ung thư phổi trong bệnh học nội khoa tập 1 2018. Tài liệu tham khảo các em tham khảo là bài ung thư phổi năm 1997 cũng của Đại học Y Hà Nội. Rồi của giáo sư Bùi Xuân Tám năm 1999. Bài ung thư phổi nguyên phát trong cái bệnh hô hấp là xuất bản Y Học. Thì cái ung thư phổi là một cái bệnh rất hay gặp, nó đứng thứ ba trong các bệnh phổi mãn tính và đứng thứ năm trong ung thư các tạng khác. Thì ung thư phổi gồm có ung thư phổi nguyên phát, ung thư phổi phức phát. Thì cái bài này chủ yếu chúng tôi nói về cái ung thư nguyên phát, Thì trong các em biết rồi, trong cái ung thư phổi hay là người ta gọi ung thư phế quản nguyên phát ấy, là loại ung thư hay gặp nhất thế giới. Theo cái thống kê năm 1985 ấy, thì có khoảng gần 1 triệu trường hợp mắc ghi nhận, chiếm khoảng 11,8% trong các loại ung thư. Và nam giới thì nó là một cái dạng mắc cao nhất trong các loại ung thư. Nó chiếm khoảng 17%, trong khi đó ung thư dạ dày chỉ khoảng 12%. Còn nữ giới thì chiếm khoảng đứng hàng thứ năm. Xem. Hiện nay cái tỷ lệ ung thư phổi ở nữ giới ấy, ở một số nước phát triển ví dụ như Mỹ, Úc ấy, đã vượt hơn tử vong ung thư vú. Vì ở những nước này thì các em biết rồi, bởi vì nó là xứ lạnh, cho nên là cái phụ nữ người ta hút thuốc lá khá nhiều. Tí về nguyên nhân tôi sẽ nói, tức là một trong những nguyên nhân chính để liên quan đến cái ung thư phổi. Bởi vì cái thời gian u to gấp đôi diễn ra từ 1 đến 6 tháng tùy theo loại tiết mô bệnh. Cho nên là khi mà có thể chẩn đoán được ung thư phổi thì khối u kích thước nó khoảng ít nhất khoảng 1 cm. Tất nhiên là cũng có những cái chẩn đoán mà gọi là istio, tức là ung thư trong thành phế quản, nhưng mà cũng rất là ít, bởi vì là cái đấy thì người ta đòi hỏi chúng ta phải có những cái kỹ thuật và chẩn đoán sơ bộ loại trừ rất là khó, rất là khó. Thì khoảng 80-90% ở các nước đang phát triển là cái ung thư phát triển lên sáng là bởi vì do nó hút thuốc. Bởi vì là khi mà sự phát triển của thế giới ấy, thì nam nữ bình đẳng, cho nên là nữ cũng phát triển, người ta cũng hút thuốc rất nhiều. Ở Việt Nam chúng ta nữ hút thuốc rất nhiều chứ không ít đâu, cho nên là cái tỷ lệ mà ung thư phổi ngày càng nó càng gia tăng là bởi vì thế. Ở Việt Nam thì nó cũng là bệnh rất là phổ biến. Năm 2000 ấy, theo ước tính có khoảng 36.000 nam và 32.000 nữ bị ung thư phế quản, mỗi năm có thêm khoảng 7.000 ca mắc mới. Đấy, cũng phải nói rằng là ở Việt Nam ấy, thì cỡ khoảng 63% bệnh nhân đến viện là muộn, không còn khả năng phẫu thuật, tức là hết cái giai đoạn phẫu thuật. Lát nữa về giai đoạn và về cái khả năng phẫu thuật tôi sẽ nói, tức là khoảng 2/3 số bệnh nhân đến là không còn cái chỉ định phẫu thuật nữa. Bởi vì trong ung thư phổi thì sau khi phẫu thuật, nếu mà còn giai đoạn phẫu thuật, sau đó phẫu thuật xong người ta có thể dùng hóa chất rồi một thứ thì nó tiến triển rất là tốt. Nhưng mà đối với chúng ta thì hầu hết là bệnh nhân đến viện thì đã muộn. Mà hầu hết là do chúng ta khi mà bệnh nhân đến, đầu tiên đến là chẩn đoán nhầm với cái lao phổi. Thậm chí là có những trường hợp mà
mà bệnh nhân tổn thương phổi nhưng chả tìm thấy vi khuẩn lao gì cả, nhưng các bác sĩ vẫn cho chỉ định điều trị lao, bởi vì là không nghĩ đến cái ung thư phổi. Cho nên là khoảng 40% trong cái số mà bệnh nhân đến đến viện thì 40% là chúng ta chẩn đoán nhầm với cái nang phổi. Đấy là một cái thống kê tất nhiên chưa đầy đủ, nhưng mà cũng phải nói rằng là về cái lao cũng là cái bệnh khá phổ biến của chúng ta. Chính vì thế cho nên là cái nhầm giữa ung thư với lao là ung thư phổi, lao phổi là cứ dễ xảy ra. Thống kê có khoảng 40% dễ nhầm, tức là những cái bệnh nhân đến lúc đầu chúng ta nghĩ lao phổi, điều trị lao chán này, sau đó chúng ta mới tiến hành điều trị ung thư, sau mới nghĩ đến ung thư, bắt đầu mới tìm các biện pháp khác để chúng ta bài trình bày thứ nhất là cái bài cái phần ung thư phổi nguyên phát, người ta hay còn gọi ung thư phế quản nguyên phát ấy. Thì đối với giải phẫu bệnh thì ung thư phổi ở phế quản là gặp với cả khoảng 9% ung thư ở phế quản lớn, tức là nó chia ra hai loại, một loại ung thư u trung tâm và khoảng u ngoại vi. Tức là u trung tâm là cái u ở cái phế quản lớn, mà khi soi phế quản thì chúng ta có thể nhìn thấy được, tức là thấy được cái tổ chức u nó sùi sùi ra, hoặc là nó chèn ép quả ở cái phế quản lớn, gây ra cái chèn ép phế quản, gây thể ép phế quản. Còn khoảng 10% là ung thư ngoại vi, tức là ung thư có ở cái phế quản nhỏ nhỏ. Thì trước đây thì những cái vấn đề mà ung thư với cái phế quản nhỏ cũng rất là khó khăn. Bởi vì sao? Bởi vì là cái soi phế quản chúng ta không nhìn thấy được, không 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 cái kìm sinh thiết chúng ta không không đưa ra đấy được. Tuy nhiên là hiện nay với cái kỹ thuật mà xâm nhập, đặc biệt là kỹ thuật sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của các lớp vi tính ấy, thì những ung thư ở phế quản nhỏ, tức là ung thư ngoại vi, chúng ta chẩn đoán rất là tốt, bởi vì chúng ta có cắt lớp vi tính, cho nên là cái việc lấy mẫu bệnh phẩm ở những cái ngoại vi chúng ta rất nó tiện hơn. Trước đây thì một vài cái khối u mà ở ngay sát của thành ngực ấy, thì chúng ta có thể dùng siêu âm, chúng ta có thể định hướng người ta sinh thiết. Hiện nay là cái cắt lớp vi tính nó phát triển, cho nên cái kỹ thuật này dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính nó chúng ta cái khả năng chẩn đoán ung thư phế quản ở ngoại vi nó tốt hơn. Phân loại ung thư mô bệnh và các u phổi năm 1999 Tổ chức Y tế thì người ta phân loại sau: một là ung thư biểu mô dạng biểu bì, thứ hai là ung thư biểu mô tế bào nhỏ, thứ ba ung thư biểu mô tuyến, thứ tư là ung thư biểu mô tế bào lớn, thứ năm là ung thư biểu mô tuyến dạng biểu bì, thứ sáu là ung thư biểu mô với thành phần đa hình thể sarcoma, thứ bảy là u carcinoid, thứ tám là ung thư biểu mô dạng tuyến nước bọt, thứ chín là ung thư biểu mô không xâm loại. Thì còn đối với nước ta thì thấy rằng là người ta chủ yếu là có bốn loại hay gặp trên lâm sàng: một là ung thư biểu mô dạng biểu bì, hai là ung thư biểu mô cho tế bào nhỏ, ba là ung thư biểu mô tuyến và ung thư biểu mô tế bào lớn. Tức là ngoài cái ung thư biểu mô tế bào nhỏ ra thì còn những dạng khác người ta gọi là ung thư biểu mô không tế bào nhỏ. Tí nữa cái phần điều trị tôi sẽ nhắc, và trên lâm sàng các thầy cũng đều 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 hướng là chẩn đoán, đều là phát biểu thì nó rất rõ như thế. Đây là một cái dạng ung thư tế bào lớn của phổi, ung thư tế bào lớn của phổi. Đây là cái tổn thương mà người ta cắt ra, đây là những cái tổn thương sùi như này, đây đây là ung thư tế bào lớn, Lesion carcinoma. Cái ung thư tế bào lớn nó có thể cả ung thư cả gặp ở vùng ngoại vi và ung thư quảng tâm, thì đối đại thể của một cái này nó cái u tư u diện cắt nó màu trắng xám hoại tử, đấy màu trắng xám hoại tử. Trong vi thể thì của cái carcinoma tế bào khổng lồ của phổi ấy, thì thấy rằng là nhân tế bào nó lớn đa dạng, hoặc gặp các tế bào khổng lồ đa nhân, các tế bào ít gắn kết với nhau. Về nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ về thuốc lá, thuốc nào, thì đây là một cái vai trò cái bệnh sinh ung thư của thuốc lá được nhiều công trình khẳng định từ những cái năm 50 của thế kỷ trước. Khói thuốc lá là một cái hỗn hợp phức tạp của hàng ngàn thành phần, trong đó người ta thấy rằng có ít nhất khoảng 40 chất đã được biết rõ có thể gây ung thư phổi cho người, ung thư cho người. Đấy. Thì dù là tiếp mô bệnh nào của u thì giữa thuốc lá và ung thư phổi đều có mối tương quan. Đấy.
Nhưng mà người ta thấy rằng cái mối tương quan nhiều nhất ấy là ung thư dạng biểu bì và tế bào nhỏ. Người ta thấy rằng cái giữa tiêu thụ thuốc lá và tần suất ung thư tế bào quản phổi thường tương quan song song với nhau, song song với nhau. Thì người ta thấy rằng người hút thuốc có khả năng mắc ung thư phổi cao hơn người không hút thuốc từ 6 đến 30 lần tùy tuổi hút và số lượng hút và số bao trong một năm. Số bao một năm. Người ta thấy rằng ví dụ như là sự phát triển của ung thư phổi tăng lên xấp xỉ khoảng 13 lần và 1,5 lần ở người thở khói thuốc lá lâu siêu dài nhưng không hút. Ví dụ hút thuốc lá 20 bao mỗi năm, tức là mỗi ngày hút một bao trong 20 năm thì coi như là đã có nguy cơ ung thư phổi tăng nguy cơ tăng đến 60 70 lần ở người mỗi hút 2 bao trong 20 năm. Tức là 40 bao trong năm so với người không hút thuốc. Nhìn chung là có khoảng 86% ở nam và 46% ở nữ đều có thể liên quan đến hút thuốc lá. Và quan trọng là cái thời gian tiếp xúc bình thường với hút thuốc lá. Thì đa số ở nước công nghiệp ấy, lưu hành độ hút thuốc lá vào khoảng 3%, 3%. Nhưng nó là nguyên quân khoảng 89% cho ung thư phổi. Hiện nay là cái hút thuốc lá thụ động, đặc biệt là ở nước ta, tức là cái tình trạng mà các ông bố hút thuốc lá phì phèo ở trong trong nhà, xong rồi vợ con hít vào rất là nhiều, Là cái nguy cơ mắc lên đến khoảng 1,5 lần so với người không tiếp xúc, đặc biệt là người phụ nữ và trẻ em. Đấy, nên là các em đi ở ra ngoài quán xá bây giờ cái việc đầu tiên là chúng ta nhìn thấy rằng là người ta có những biển cấm hút thuốc. Còn ông nào muốn hút thuốc thì người ta cho vào cái buồng khác hoặc là mời ông ra ngoài hành lang. Thì đấy cũng là cái tất nhiên là nó các em nào vai kia các em đi Singapore các em biết rồi. Singapore là cái nước mà người ta rất là kỵ hút thuốc lá trong 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 các nơi công cộng. Nên là mấy ông hút thuốc lá hầu hết là đứng cạnh cái thùng rác. Hút xong rồi là hút phì phèo xong rồi còn để cho trong cái mẩu thuốc lá hút dở cho vào thùng rác, cho nên là nhiều khi có lần chúng tôi đi Singapore thấy mấy ông trong đoàn hút thuốc lá tôi bảo nhục nhục nhưng mà vẫn cứ hút bởi vì là đứng toàn đứng cạnh cạnh thùng rác. Đấy. Nếu mà ở đường đứng chỗ khác hút thuốc lá cảnh sát nó biết được nó phạt, nên là tuy thế nhưng mà cái gọi là nghiện thuốc lá như kiểu nghiện ma túy mà, cho nên là khả năng bỏ rất là khó. Đấy, khó nhưng mà cũng bỏ được, thấy cảm thấy nó khổ quá hút thuốc lá mà cứ lấm la lét la lét nếu ngứa cảnh sát nó tóm được là ăn đòn là ăn đòn. Thế còn các nước khác thì nó cũng 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 đỡ hơn nhưng mà riêng ở Singapore thì kinh khủng lắm. Mai kia có em nào đi Singapore các em biết các yếu tố khác liên quan đến ung thư quản ví dụ như là yếu tố nghề nghiệp. Thì người làm trong cái môi trường có phơi nhiễm một số yếu tố có thể khắc mắc ung thư phổi, ví dụ như là tia xạ ion hóa dựa ở trong hầm mỏ để công trình xây dựng, rồi các chất chrome sắt arsenic các hydrocarbon thơm đa vòng vân vân, rồi amiang tiếp xúc với bụi amiang nguy cơ thấp ung thư phổi tăng lên 10 lần, nếu mà người kèm hút thuốc nữa thì tăng khoảng trăm lần. Người ta có cái dạng như tràn dịch bằng phổi do ung thư trung biểu mô, cái này nó liên quan đến cái amiang. Còn một số yếu tố không liên quan đến nghề, ví dụ như tia xạ bom nguyên tử xạ trị nên người ta rất sợ, nhưng bây giờ cái em theo dõi trên trên trên, trên các thưa TV thông tin đại chúng cái tai nạn của cái nhà máy điện nguyên tử Chernobyl thuộc Ukraine trước trước đây thuộc Liên Xô, bây giờ vừa rồi thì quân Nga nó tấn công Ukraine nó phải chiếm được cái nhà máy này mang cái chất nó bảo vệ, ông sợ mấy cái ông Ukraine các ông ấy phá hoại rằng cũng gây lắm chuyện lắm. Mà Ukraine hiện nay là cái tỷ lệ nó có cái số lượng cái các nhà máy điện hạt nhân cũng chiếm khá là lớn, một cái đất nước mà số lượng mà người ta muốn nói rằng là trong tương lai thì những cái phụ thuộc vào cái điện do nhà máy điện hạt nhân cũng phát triển, và chính vì thế đây là cái
một trong những nguy cơ. Nếu mà các em biết ở trong cái vụ động đất của Nhật Bản cách đây một số năm thì cả một cái nhà máy điện hạt nhân nó bị rò rỉ, nên rò cả ra biển, cho nên cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên là vì cái lợi ích rồi vì cái giá thành nó rẻ, cho nên là các nước trên thế giới người ta vẫn phát triển cái điện hạt nhân, mặc dù là thấy là cũng rất nguy hiểm, thế còn cái chiến tranh hạt nhân thì các em biết rồi thì cũng không phải là xảy ra được, bởi vì nó có sự khống chế lẫn nhau giữa hai cái ông cường quốc Nga với Mỹ, thì không có sự kiềm chế nhau, cũng không phải tự nhiên mà sử dụng được. Đấy. Tôi muốn nói rằng là cái trong cái tia xạ nó cũng là vấn đề liên quan đến cái, đặc biệt hiện nay là cái phát triển của những máy xạ trị cũng là một vấn đề, mặc dù là không phải là cộng đồng, nhưng mà nó sẽ liên quan đến một số những cái bệnh nhân sử dụng cái xạ trị này, rồi do ô nhiễm không khí, rồi nhiễm virus cũng nguy cơ, ví dụ như HPV, HPV có nguy cơ mắc từ phổi, rồi một số bệnh lý phế quản phổi, đặc biệt là song lao phổi, sơ phổi, song lao phổi, rồi sarcoidosis, yếu tố di truyền. Thì nghiên cứu về di truyền phân tử, người ta thấy rằng các tế bào ung thư phế quản có một số tổn thương di truyền và các chất sinh ung thư, đặc biệt là khói thuốc lá là nguyên nhân của các biến cố di truyền như khởi xuống, thúc đẩy quá trình tạo khối u liên quan đến tăng trưởng dị thường của một số tế bào có những biến đổi di truyền này. Trong khói thuốc lá có một số chất hóa học làm thúc đẩy cái u phát triển. Thì người ta thấy rằng các yếu tố gia đình liên quan đến một số đột biến gen, bao gồm khích tại gen MIC, đột biến gen hoạt hóa RAS, đột biến gây với hạt P53, gen P16 và gen RB. Người ta thấy rằng cái thiên hướng di truyền của ung thư phế quản được ghi nhận và tần suất gặp ung thư phế quản nhiều hơn trong các con cháu bệnh nhân bị ung thư phổi. Và hiện nay người ta có thể phát hiện rất sớm biến đổi phân tử ở cái tổn thương tiền u liên quan đến tổn thương di truyền trước khi có biến đổi mô bệnh. Cái này có thể là cái bước rất quan trọng trong quá trình phát hiện sớm cũng như là cái dự phòng ung thư phổi, ung thư nói chung của ung thư phổi. Đấy là cái yếu tố di truyền. Rồi yếu tố dinh dưỡng, ví dụ như là ăn ít rau, ăn nhiều đồ chiên rán cũng là cái yếu tố thúc đẩy. Các em biết rồi, nên đồ chiên rán nếu trong gia đình thì nó đỡ hơn rất nhiều. Tức là người ta chiên rán xong những cái dầu đó người ta có thể là không tái sử dụng nhiều lần, nhưng mà đối với nhà hàng thì chả nói được, người ta có thể dùng lại những cái chiên dầu, những cái đồ ăn rồi những ăn lâu ngày người ta để thì cũng là một cái vấn đề. Rồi những cái đồ thức ăn mà nó ngâm trong hóa chất nó chiên lên, ví dụ như là một số những nam giới cứ thích ăn uống bia với chân gà, chân vịt, các thứ ở quán trông nó thơm tho thế thôi, nhưng mà toàn những cái đồ độc hại cả. Rồi yếu tố nhân khẩu học, ví dụ ở Pháp thì ung thư phổi gây tử vong hàng đầu trong các bệnh ung thư, tức là khoảng 12.000 năm ca một năm, tuổi khoảng 40-60, nhưng mà thực tế là ung thư phổi nó gặp được bất kỳ tuổi nào. Về triệu chứng lâm sàng của ung thư phổi nguyên phát giai đoạn tiềm tàng thì nó có một số cái vấn đề cái đặc trưng như này. Thứ nhất, ho khan hoặc đờm kéo dài điều trị không đỡ, thì cái này nó cũng cho nên tại sao khoảng 40% bệnh nhân chúng ta nó chẩn đoán nhầm với cái lao phổi. Cho nên lao phổi là một cái bệnh mà một trong triệu chứng là ho kéo dài có thể có đờm, điều trị không đỡ, tức là điều trị thuốc kháng sinh thông thường không đỡ. Rồi ho ra máu, tức là cũng có thể gặp khoảng 50%, đặc biệt cái u trung tâm, tức là những cái u mà khi soi phế quản chúng ta nhìn thấy cái khối u ấy, thì nó có cái triệu chứng ho ra máu. Nhưng ho ra máu của ung thư phế quản nó cũng ít xảy ra, ít thôi, nó cứ rải rác theo đờm, đặc biệt là vào buổi sáng, cho nên là rất dễ nhầm với cái lao phổi. Các em biết rồi, trong cái bệnh lý về hô hấp ấy, thì có rất nhiều nguyên nhân có thể ho ra máu, nhưng có thể ba cái nguyên nhân chính có thể gây ho ra máu là đó là lao phổi hàng đầu, xong giãn phế quản, rồi ung thư phổi.
Đấy, thì cái giãn phế quản nhiều khi là cái ví dụ giãn phế quản khô nó ọc ra máu nó có khi hàng nửa lít. Đấy, nhưng mà đối với ung thư lao phổi hoặc là ung thư phổi thì nó có thể giống nhau, nó rải rác ra theo đờm và đờm, hoặc là nó thành vãi ít thôi, không nhiều lắm, vào buổi sáng. Và nó vì vì nó có nhiều khi là nó các ông chủ quan là vì do hút thuốc, mà hút thuốc lá, cho nên là mấy ông hút thuốc lá thì buổi sáng cứ khạc, cứ nghĩ rằng là do ho khạc nhiều quá nó lại vỡ mạch máu ở vùng hầu họng. Chứ đây là một cái triệu chứng khá là hay gặp, nào phải gặp. Nên mai kia các em ra nghề ngồi phòng khám ấy, thì với một cái bệnh nhân mà ho kéo dài rồi ho có biểu hiện ho ra máu vào buổi sáng, ho ít thôi, điều trị không đỡ, mà tuổi thì xêm khoảng ngoài 40 trở lên, rồi có tiền sử rồi hút thuốc lá thuốc lào, hoặc là có liên quan đến một số nghề nghiệp, thì chúng ta phải nghĩ đến ung thư phổi. Ung thư phổi tất nhiên là chúng ta vẫn phải loại trừ cái lao. Nên thì chính vì thế cho nên là cái một trong các phản xạ của chúng ta khi mà chẩn đoán về 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 ở phòng khám ấy rất là đơn giản, là chúng ta chỉ định cho bệnh nhân làm cái đờm tìm vi khuẩn lao. Rất đơn giản thôi, trong khoảng một thời gian rất ngắn là người ta có thể trả lời. Chính vì thế có thể loại trừ được giữa cái lao với ung thư phổi, lao phổi, ung thư phổi. Nếu mà lao thì chúng ta đơn giản thôi, ung thư phổi thì là cả vấn đề. Nên là nhiều khi các bác sĩ phòng khám chúng ta quên một cái phản xạ là xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao. Nên là trước ở bệnh viện chúng tôi yêu cầu là tất cả những trường hợp ho kéo dài dù bất kỳ nguyên nhân gì là đều đề nghị cho làm vi khuẩn lao trước. Sau đó mình nghĩ đến các bệnh khác để tránh cái chuyện chúng ta chẩn đoán nhầm để mất cái thời gian quý báu của bệnh nhân. Thứ ba là tôi có thể nghe cái tiếng ranjit ranjit phế quản, còn cứ tiếng ranjit khu trú ezin, tức là cái một cái cơ chế là khi mà cái u, đặc biệt u trung tâm ấy, nó phát triển thì cái thở ra của bệnh nhân rất là khó. Các em tưởng tượng là khi thở ra đang nhẽ phế quản của nó thông thoáng, nhưng mà ở cái ung thư phổi, đặc biệt cái ung thư hoàn trung tâm thì nó chỉ thành một cái khe thôi. Chính vì thế khi mà bệnh nhân thở ra thì giữa cái khe đó cái không khí nó đi qua, nó nghe tiếng rít, mà tiếng rít này không phải tiếng rít lan tỏa giống như hen phế quản. Nếu hen phế quản các em có thể là đặt ống nghe chỗ nào nó cũng nghe tiếng rít, nhưng mà đối với cái u phế quản thể trung tâm ấy, thì tiếng rít này là rít nó khu trú, nó khu trú nó tương ứng với cái tổn thương u ở trong phế quản lớn, ở trong phế quản gọi là tiếng rít vaginal. Mai kia đi lâm sàng thì các em sẽ, nếu mà có các em sẽ nghe một lần thì các em có thể là nhớ mãi cái này, nó khác với cái hen phế quản hoặc khác với cái tiếng rít của cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Rồi có những cái hội chứng viêm phế quản phổi cấp tính hoặc mãn cấp gặp trong cái u trung tâm, ví dụ như là vì nó chèn ép cho nên là cái tổn thương ở dưới có thể gây viêm phổi ở dưới cái khối u, cho nên là có nhiều khi chẩn đoán nhầm với viêm phổi. Vì thế chúng ta cứ, cứ tập trung vào một cái tổn thương trong đó có cả cả biểu hiện viêm, thì chúng ta nghĩ đến một cái viêm phổi điều trị chán này. Bệnh nhân thì không có thua gì cả, nên tôi thả bệnh nhân vẫn sốt, vẫn tới chúng tôi ngày trước đã gặp những cái bệnh nhân ung thư phổi người ta sốt đến khi nó chết. Dùng các loại kháng sinh chả thua gì, chả thua gì. Thứ hai là cái ung thư phổi tiềm tàng, ung thư phổi đôi khi chẳng có dấu hiệu gì, người ta gọi là nó gặp trong cái tuyết biểu mô vẩy. Đây là cái triệu chứng hay gặp trong ung thư phổi, thứ nhất là cái ho ra máu, rồi khó thở, rồi tức ngực, thở khò khè, giảm cân, đau họng, đau nhức xương khớp, đau đầu. Nó là những cái tiền gọi là cái hội chứng cận u, bởi vì là ung thư phổi người ta gọi là lan tỏa di căn mà. Đấy, nó gọi là lan tỏa di căn, cho nên là nó có những dấu hiệu của cái ung thư lan tỏa và di căn. Ví dụ đau ngực, vị trí đau của cái ung thư phổi nó rất mơ hồ, nó rất mơ hồ. Nhiều khi là nó đau đau quanh bả vai, rồi đau mặt trong cánh tay, trong hội chứng Pancoat Vivian, tức là trong cái u đỉnh phổi, trong u đỉnh phổi, u đỉnh phổi.
Bởi vì là trước đây nó có những cái chẩn đoán của các bác sĩ ở phòng khám, bởi vì một ngày người ta tiếp xúc hàng trăm bệnh nhân, khi là có những bệnh nhân đến chỉ tả mô tả người ta cứ nghĩ thế này thế kia, cho nên mới có cái câu cái chẩn đoán ở phòng khám là đau thần kinh sườn, rất là mơ hồ, rất là mơ hồ. Bây giờ hiện nay là chúng ta bỏ cái chẩn đoán đấy rồi, nên yêu cầu các bác sĩ phải có cái định hướng chẩn đoán rõ, chứ còn cái đau thần kinh trên sườn nó rất mơ hồ, rất mơ hồ. Thế còn trong ung thư phổi thì nó có một cái dạng đau cái kiểu như thế, nó rất là mơ hồ. Thì các em thấy rằng đây ví dụ như là cái hội chứng tam quan, cái u đỉnh phổi nó có thể đau ở quanh vai, ở cánh tay, nó gây ra một cái hội chứng, những cái hội chứng nó chèn ép, hội chứng chèn ép, tức là hội chứng pancoát u đỉnh phổi. Khó thở. Khó thở thì khó thở cái kiểu thanh quản, và chủ yếu là khó thở ở những cái u trung tâm, ví dụ như là nó chèn ép ở phế quản gốc chẳng hạn, thì nó gây cái tình trạng khó thở. Bình thường là hai phế quản nó gốc bên phải bên trái nó thông thoáng thì bệnh nhân mới thở được, nhưng bây giờ nó chèn ép một cái phế quản gốc thì rõ ràng là cái khả năng thở của bệnh nhân rất là khó, cho nên là có cái tiếng oe rinh là vì thế. Và cũng có thể là cái nó đã chèn ép và nó di căn, cho nên là gây ra một cái liệt thanh quản, liệt dây thanh. Khi xoay phế quản vào thì một dây thanh bị liệt, không không cử động được, nên là cảm giác bệnh nhân thở rất là khó, đặc biệt là cái thở ra ra rồi khó nói, giọng khàn, giọng đôi, do cái thần kinh quản ngược nó bị chèn ép, rồi khó nước và do cái chèn ép thực quản, chèn ép thực quản, tức là khối u có thể là nó chèn ép, nó di căn sang cái gọi là u trung thất, nó gây chèn ép cái thực quản, gây ra khó nuốt. Rồi cái hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên đấy, hội chứng tĩnh mạch chủ trên đây là cái hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên, rồi những cái tĩnh mạch ở ngực nó ngoằn ngoèo, rồi cái hố thượng đoàn hai bên nó đầy, từ cái mũi ước trở lên thì bệnh nhân phù nề, mặt nó phì ra, nhưng mà dưới thì teo tóp lại, gọi là dạng phù áo khoác. Vừa trong cái bài hội chứng trung thất thì các thầy sẽ giảng rất kỹ cho các em. Rồi cái tràn dịch màng phổi do di căn màng phổi, rồi tí cái bài tràn dịch màng phổi tôi sẽ nói. Rồi hội chứng Crouch-Bettman ho là cái hội chứng chèn ép thần kinh giao cảm cổ. Đây là cái hội chứng đây. Khe mắt nó hẹp lại, nhãn cầu nó bị đẩy phía sau, lên đầu sao bị sụp mi, và sụp mi đấy là cái chèn ép thần kinh giao vòng cổ, vòng cổ. Rồi có biểu hiện dấu hiệu ở ngoài phổi, bệnh nhân gầy sút, sút nhẹ, tức là cái này nó cũng giống như cái tình trạng lao phổi, bệnh nhân lao tức là cũng mệt mỏi, gầy sút cân, ăn uống kém, thì nó cũng không khác gì cái cho nên là rất nhầm, dễ nhầm với cái lao là vì thế. Với một cái tổn thương phổi rồi thì cũng có cái tình trạng toàn thân như thế, cho nên là người ta dễ nhầm với ung thư phổi, với lao phổi ngay giai đoạn đầu. Thì đánh giá cái toàn trạng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới là người ta có thể bốn thể, năm thể. Thể không là bình thường thể trạng đấy, một là mệt nhưng hoạt động thể lực bị hạn chế, thứ thể hai bậc bậc hai là nằm tại giường dưới 5% thời gian ban ngày, thứ thể mà thể trạng ba là nằm tại giường trên 5% ban ngày, và loại bốn là nằm liệt giường. Đấy là cái đánh giá toàn trạng theo Tổ chức Y tế Thế giới. Có một cái hội chứng gọi hội chứng PMRI, tức là ngón tay dù trống đau sưng các khớp nhỏ và nhỡ đau dọc các xương dài. Xong này thì đấy là cái biểu hiện của cái di căn của ung thư, rồi xâm lấn hạch mượt trước cơ thể thang, hạch thượng đoàn. Đấy, khi mà đặc biệt bệnh nhân có cái phù áo khoác thì chúng ta phải xác định cái hạch nó trong gọi là phân loại gọi N đấy, hạch tức là những hạch đặc biệt là hạch thượng đoàn, hạch thượng đoàn và dọc cơ bậc thang. Ở bệnh nhân ung thư phổi nó có cái dấu hiệu nội tiết thần kinh, có thể vú to một bên hoặc hai bên ở nam giới, nên là những cái ông nam giới đi khám bệnh tự nhiên thấy vú to một bên hoặc hai bên thì phải cẩn thận. Rồi hội chứng cơ sinh, rồi tiến triển nhanh thì u bài tiết rất có hoạt tính giống hormone ACTH. Rồi cái hội chứng soát Bartter
rồi giảm natri máu, rồi giảm áp lực thẩm thấu máu, natri niệu bình thường hoặc tăng, áp lực thẩm thấu niệu tăng. Đấy là những một số những cái dấu hiệu ngoài phổi và những cái biểu hiện của biểu hiện ung thư, nó biểu hiện nó đã di căn lan tỏa rồi. Về cận lâm sàng thì trong ung thư phổi thì cái vai trò của các chẩn đoán hình ảnh rất là quan trọng, nên là một trong những cái việc đầu tiên khi mà chúng ta nghĩ đến ung thư phổi khi bệnh nhân vào là cho chụp phim thẳng thẳng nghiêng, gọi là phim tăng đa. Thì cái vai sau đó là nếu mà nghi ngờ chúng ta cho chụp cắt lớp vi tính rồi chúng làm những cái xét nghiệm khác. Thì cái vai trò của các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thì gồm có để phát hiện tổn thương, định hướng chẩn đoán, rồi hướng dẫn sinh thiết, đánh giá giai đoạn, hướng dẫn điều trị, rồi can thiệp, rồi theo dõi điều trị, rất nhiều những cái vai trò như thế. X quang phổi thì thấy rằng là rất quan trọng, vì đầu tiên là người ta thấy rằng là việc đầu tiên chúng ta có thể chụp đi rồi, và ở tuyến nào chúng ta cũng có, từ tuyến huyện đã có những cái chụp X quang phổi rồi. Tất nhiên là đối với X quang phổi thì nó cũng không phải là chẩn đoán định hướng tất cả. Tôi nhắc lại các em là chẩn đoán hình ảnh chỉ là cái định hướng thì chứ không phải chẩn đoán xác định. Chẩn đoán xác định vẫn phải là mô bệnh tế bào. Ở đây là một cái dạng như là u thì trên phổi phải kèm ra hạch ở vùng đốn phổi. Đây là cái hình ảnh u thì trên phổi phải và có cái hạch ở đốn phổi bên phải và có một cái u gây cái xẹp phổi hạ thân thùy của thùy trên. Nó gọi là dấu hiệu S Gordon đấy, tức là cái chữ S chữ S nó lộn ngược. Đây là cái hình ảnh khối u đấy, gây ra cái hình ảnh xẹp phổi thùy trên cũng rất hay gặp trên lâm sàng. Đây là một cái dạng ung thư tế bào vẩy liên quan đến thuốc lá, thường nó hay nằm ở trung tâm. Đây là một cái dạng ung thư tế bào lớn, nó thường là ngoại vi nhiều hơn. Đây là dạng ung thư tế bào nhỏ, thường nó nằm trung tâm. Các em nhìn được cái khối u của nó không đều, nó có những cái múi, nó có múi rồi có những cái tua, gọi là tua gai. Hình ảnh tua gai nó khác với một số những cái u khác. U khác nó tròn trịa, ví dụ như u thần kinh chẳng hạn, nó tròn xe hoặc là u lao nó tròn xe, nó không có cái múi, nó không có tua gai. Đây là một cái dạng u ở vùng rốn kèm theo cái tràn dịch màng phổi. Ở đây là một cái hình ảnh của cái hình ảnh bóng bay trong cái ung thư phổi thứ phát. Đấy, hình ảnh X quang, tức là khi chụp X quang lên ta thấy có những cái đám mờ giống như bóng bay. Đấy là bóng bay. Đấy, gọi là thả bóng đấy. Ở khắp thai phổi thì chúng ta phải nghĩ cái ung thư phổi thứ phát, ví dụ như là ung thư gan, ung thư thận nó di căn lên thì gọi là ung thư, gọi là hình ảnh bóng bay. Đối với cắt lớp vi tính ấy, thường là người ta phải tiêm thuốc cản quang. Thì cắt lớp vi tính thì cái giá trị của nó có giá trị trong chẩn đoán xếp loại giai đoạn TNM, nó thấy rõ cái khối u phổi và hạch trung thất hơn là cái chụp tăng đa, và có thể thấy u xâm lấn và thành phần trong lồng ngực, rồi phát hiện tràn dịch màng phổi, màng tim. Tất nhiên là những cái trường hợp nó ít, rồi phát hiện cái tổn thương nó hủy hoại xương sườn, ruột sống, sạp phổi, tổn thương phổi kẽ. Cái vai trò cắt lớp vi tính nó có ra sọt tốt hơn ở trong cái phổi siêu phim bình thường. Rồi siêu âm thì chúng ta có thể phát hiện tràn dịch màng phổi, hướng dẫn chọc dò cho khu dịch, đặc biệt là những cái tràn dịch màng phổi nó ít thì cái siêu âm nó có thể phát hiện tốt, và chúng ta có thể dùng siêu âm hướng dẫn sinh thiết và khối u sát thành ngực. Tất nhiên là đối với trước đây thôi, chứ còn bây giờ người ta đã dùng cái kỹ thuật sinh thiết xuyên thành ngực hướng dẫn cắt lớp vi tính rồi, nên là cái hướng dẫn siêu âm để sinh thiết nó cũng ít sử dụng hơn. Tất nhiên là cũng tùy theo cái
cái điều kiện ở các bệnh viện. Các bệnh viện nó không có các lớp vi tính thì đương nhiên siêu âm vẫn có vai trò trong cái việc mà hướng dẫn để chi tiết, đặc biệt là khối u sát thành ngực. Và siêu âm cũng thể đánh giá được cái xâm lấn của khối u nó vào thành ngực, và sinh tiết khối trung thất trước trên cũng có thể dùng siêu âm được. Đây là khối u nó có cái xẹp thì giữa, xẹp thì giữa vừa phải. Đây là hình ảnh siêu âm u gây xẹp phổi bên trái. Cái u nó xâm lấn vào một số những cái màng phổi và trung thất và thành ngực. Thì đối với chúng ta có thể dùng siêu âm để chúng ta hướng dẫn, tức là những cái khối u nó sát thành ngực cái này thì người ta có thể là sinh thiết khi chúng ta chọc vào. Đấy là cái có thể dùng siêu âm. Nhưng mà thường là những cái bệnh viện mà nó có cắt lớp vi tính thì người ta dùng cắt lớp vi tính. Cộng hưởng từ thì nó có cái giá trị rất tốt, bởi vì cộng hưởng từ người ta không phải tiêm thuốc cản quang. Cho nên là một số những cái bệnh nhân mà có chống dự định tiêm thuốc cản quang thì người ta dùng cộng hưởng từ. Nó đánh giá cái xâm lấn thành ngực, rãnh liên thùy, rồi đánh giá xâm lấn trung thất, cột sống, ống sống, nó có giá trị tốt hơn là cắt lớp. Rồi phát hiện di căn não, cột sống, tuyến đường thận. Đây là cái vai trò cộng từ rất quan trọng. Đấy. Rồi hướng dẫn sinh thiết cũng là cái vấn đề. Đây là cộng từ toàn thân, thì người ta thấy rằng có những cái tổn thương ở toàn thân để đánh giá cái di căn xa, tức là M. PET-CT, đây là một cái kỹ thuật mà cũng phải nói rằng là ở Hà Nội cũng có một số cái bệnh viện đã có PET-CT rồi. Thì đặc biệt ở giữa Bạch Mai 108, rồi như 198 ở bên Bộ Công an đã có PET-CT, rồi 103 thì là những cái kỹ thuật hiện nay là phối hợp giữa cái PET và cái CT, nó phát hiện được cái rạch di căn đốn phổi rất là tốt, trên trung thất và di căn xa. Độ nhạy và độ hiệu nó đương nhiên nó cao hơn hẳn các lớp vi tính thường. Đối với CT thì người ta cung cấp hình ảnh cấu trúc giải phẫu rất rõ giống như các lớp vi tính bình thường thôi. Thế còn PET thì cung cấp hình ảnh tổn thương giai đoạn rất sớm ở mức tế bào phân tử, thì kết hợp hình ảnh kết hợp để chồng gộp trong một lần, cái ưu điểm cả CT và PET giúp cho kỹ thuật để chẩn đoán sớm và tăng độ nhạy độ hiệu của cái kỹ thuật này lên. Đây là cái hình ảnh mà sử dụng cả hình ảnh PET và CT, hình ảnh PET CT để chẩn đoán rất là rõ. Một số kỹ thuật thăm dò khác, chức năng hấp thì người ta chủ yếu đánh giá khả năng phẫu thuật thôi, và người ta định lượng trong một số cái dấu ấn ung thư, ví dụ CEA rồi CIPRA 211 rồi LSE, tức là cái dấu ấn ung thư chủ yếu đánh giá về tiên lượng và tái phát. Tuy nhiên là người ta cũng hiện nay đang nghiên cứu khá nhiều về cái dấu ấn ung thư này. Ví dụ như là NSE, tức là có trong tổng tiểu cầu, hồng cầu, có tác dụng ngăn ngừa chảy máu, nồng độ huyết thanh huyết thường là dưới 13 gram lít. Tức là cái tăng cái này nó gặp khoảng 10-20% ung thư phổi không tế bào nhỏ. Nó tăng gấp đôi trong ung thư tế bào nhỏ hoặc u thần kinh nội tiết. Tức là cái giá trị này, giá trị độc lập, tiên lượng độc lập trong cả ung thư tế bào nhỏ và không tế bào nhỏ. Cái ProGRP, tức là Progastrin Relaxin Peptide, là tiền thân hormone giải phóng gastrin, tức là nồng độ trong máu bình thường là dưới 50 picogram trên ml, chủ yếu là tăng cao cho ung thư tế bào nhỏ. Thì khi mà kết hợp với này, cái dấu ấn của NSE thì tăng độ nhạy, độ chẩn đoán lên và tiên lượng chẩn đoán, theo dõi và chẩn đoán sớm tái phát. Rồi CEA cũng là một cái glucoprotein trọng lượng phân tử 180 kDa, nồng độ bình thường dưới 5 nanogram trên ml. Thì cái này nó có độ nhạy khoảng 40-70% trong ung thư không tế bào nhỏ, dạng biểu mô tuyến, và nó 36% trong ung thư tế bào nhỏ. Chủ yếu là cái này nó có nồng độ để chúng ta cái chẩn đoán và tiên lượng cái ung thư biểu mô tuyến. CIPRA 21, nồng độ bình thường là dưới 3,3 nanogram trên ml,
tăng cao trong ung thư biểu mô không tế bào nhỏ, nhất là dạng biểu bì. Thì cái này cũng giá trị chẩn đoán tiên lượng, chẩn đoán sớm tái phát và theo dõi trị. Nói chung là trong những cái dấu ấn ung thư, người ta có thể là theo dõi trong cái trong quá trình điều trị, trong quá trình điều trị. Đối với ung thư phổi thì có rất nhiều những cái phương pháp để chúng ta có thể lấy được bệnh phẩm. Vì cái lấy bệnh phẩm nó có cái vai trò rất quan trọng trong cái chẩn đoán xác định. Vì cái chẩn đoán ung thư phổi là cũng giống như các ung thư khác, thì mô bệnh tế bào là cái quan trọng nhất để chẩn đoán, gọi là tiêu chuẩn vàng. Chứ còn những cái hình ảnh của X quang thường, rồi cắt lớp vi tính, rồi PET CT, rồi cộng hồng từ thì cũng chỉ là cái định hướng thôi. Không ai có thể sử dụng cái đấy để chẩn đoán xác định. Chính vì thế là các phương pháp lấy bệnh phẩm cực kỳ quan trọng. Thì có rất nhiều các phương pháp lấy bệnh phẩm trong cái chẩn đoán ung thư phổi từ thấp đến cao. Đầu tiên là người ta có thể xét nghiệm đờm tìm tế bào ung thư. Tất nhiên là cái này cũng tỷ lệ rất là thấp, không phải là bệnh nhân nào cũng lấy được. Tất nhiên có những cái việc đầu tiên là chúng ta có thể làm được những cái đơn giản nhất. Ví dụ như là chúng ta bệnh nhân có ho khạc kéo dài, ho ra máu, gầy sút cân, tuổi trên 40, rồi nghiện thuốc lá, thuốc lào, vân vân. Ngoài cái vấn đề chúng ta xét nghiệm lấy đờm tìm vi khuẩn lao, thì chúng ta lấy đờm gửi giải phẫu bệnh thì tìm tế bào ung thư. Một cái động tác tôi thấy rằng rất đơn giản, mà phải nói rằng hầu hết các bác sĩ ít chú ý đến, bởi vì người ta phụ thuộc quá nhiều vào những kỹ thuật mới, đặc biệt ở những tuyến trên, tuyến trung ương rồi tuyến tỉnh. Nhiều khi là người ta quá là phụ thuộc vào các kỹ thuật, thế thì người ta không nghĩ những cái kỹ thuật đơn giản, nên lấy đờm để xét nghiệm tế bào ung thư thì hầu như không ai nghĩ đến. Nhưng chính cái này cũng là một cái để định hướng. Ví dụ như là một cái bệnh nhân mà tôi vừa nói cái định hướng đấy, có thể giữa lao và ung thư nó chưa rõ ràng, thì chúng ta song song lấy đờm tìm vi khuẩn lao thì chúng ta cũng lấy đờm tìm cái tế bào ung thư. Thì chính vì thế cho nên nó cũng sẽ khi mà chúng ta đã xác định được, định hướng được, thì chúng ta tiếp tục cho cái chẩn đoán sau. Thứ hai là chọc hút sinh tiết hạch thượng đòn. Khi một bệnh nhân ung thư phổi mà nó có đã hạch thượng đòn rồi, tức là nó có cái N đó đã có rồi hạch ấy, thì cái việc đầu tiên là chúng ta cho xét nghiệm hạch, chọc hút hạch thượng đòn, một cái rất đơn giản thôi, đưa lên khoa giải phẫu bệnh người ta chọc hút, có thể định hướng được ngay. Nhiều khi là chúng ta quên khám một cái bệnh nhân mà người ta có ho kéo dài, người ta có tuổi trung niên trở nên, rồi nghiện thuốc lá thuốc lào, có biểu hiện, có một vài cái biểu hiện định hướng thì và sờ thấy hạch thì chúng ta nên cho xét nghiệm. Đấy là một cái những cái mà đơn giản nhất từng bước. Cái thứ ba là chọc hút dịch màng phổi, tràn dịch màng phổi. Ví dụ như là những cái bệnh nhân ung thư phổi người ta có tràn dịch màng phổi thì chúng ta cho xét nghiệm dịch màng phổi. Trong cái dịch màng phổi đó thì ngoài cái xét nghiệm vi khuẩn lao rồi tìm những cái xét nghiệm sinh hóa khác thì chúng ta tìm tế bào ung thư, tìm tế bào ung thư trong dịch màng phổi, rồi soi phế quản. Đặc biệt đối với trường hợp mà ung thư phổi thể trung tâm, nó chiếm khoảng 90% các loại ung thư phổi, thì cái việc soi phế quản, đặc biệt hiện nay cái soi phế quản nó đã gần như phổ cập từ tuyến tỉnh lên rồi. Tất nhiên là cũng có một số tỉnh thì người ta chưa có, nhưng hầu hết thì các tỉnh người ta đã có soi phế quản ống mềm. Chính vì thế cho nên là cái chỉ định khi bệnh nhân nằm trong khoa hô hấp hoặc là khoa ung bướu, của một số tỉnh người ta đã có khoa ung bướu rồi, thì chúng ta phải đưa lên soi phế quản. Một động tác mà chúng ta có thể chẩn đoán sớm được. Nếu mà u trung tâm khi soi vào nó nhìn thấy u nó rõ, chúng ta sinh tiết thôi. Đặc biệt là cái u trung tâm hay xuất hiện ho ra máu, bởi vì nó cái tổn thương u nó trong quá trình nó phát triển rồi nó sẽ vỡ ra một chút, nó tất nhiên là ra máu ít thôi, thì chúng ta có thể soi phế quản khi tìm được khối u ở trong các phế quản gốc ấy, hoặc là phế quản thùy, chúng ta có thể sinh tiết chẩn đoán được. Rồi đến sinh thiết, khi mà trong cũng có thể là đối với trước đây nè, chúng ta hay có cái tình trạng là sinh thiết xuyên thành phế quản trong cái kỹ thuật của soi phế quản, nhưng mà những cái đấy hiện nay người ta ít dùng hơn, bởi vì sao, cái độ nhạy nó không cao, đa số là ví dụ sinh thiết xuyên thành phế quản chúng ta sinh thiết mù, nhưng mà kỹ thuật của hiện nay kỹ thuật sinh thiết xuyên thành ngực hướng dẫn cắt lớp vi tính
nó phát triển và nó kỹ thuật này cũng rất đảm bảo để chúng ta lấy được 100% bệnh phẩm. Cho nên là hầu hết kỹ thuật này ở ung thư phổi hiện nay, kể cả u trung tâm lẫn u ngoại vi, u trung tâm nếu mà nó u trong lòng phế quản thì chúng ta tiến hành soi phế quản nó tốt hơn. Thế còn đối với u trung tâm nó không nằm trong phế quản, nằm trong phế quản mà nó chèn ép bên ngoài, nó chèn ép vào, nó phát triển ở bên ngoài vào, thì chúng ta nên xin thiết xuyên thành ngực xuống đến căn nước vi tính. Thì đây là một cái kỹ thuật mà tôi nghĩ rằng là mai kia em nào đi chuyên ngành hô hấp thì các em sẽ trở thành thục cái kỹ thuật này. Chúng tôi trước đây tất cả những cái bác sĩ khoa hô hấp đều phải thành thục cái này, tất nhiên có phối hợp với bác sĩ khoa để người ta sử dụng máy cắt nước vi tính cho chúng ta, thì cái kỹ thuật hầu hết là do các bác sĩ hô hấp làm, nó sẽ đảm bảo mà mỗi một lần chúng ta có thể lấy được khoảng 3-4 mảnh bệnh phẩm, cái tỷ lệ chẩn đoán rất là cao. Tuy nhiên là cũng nhắc là cái khối u nó càng to thì cái tỷ lệ mà dương tính ngay từ đầu lần đầu còn ít hơn. Trước đây chúng tôi đã gặp có những bệnh nhân u rất to, sinh thiết vào lấy ngay được bệnh phẩm nhưng mà phải đến 3 lần mới tìm được tế bào ung thư. Bởi vì là chúng ta nó có một cái tình trạng là càng khu nó càng to thì chúng ta chọc vào những cái vùng mà không có tế bào ung thư là càng nhiều, hoặc là chúng ta chọc vào cái vùng hoại tử. Đặc biệt là ung thư phổi cái to càng to thì cái khả năng hoại tử nó càng nhiều. Nên chúng ta chọc vào cái vùng hoại tử là chẩn đoán là cuối cùng những áp xe phổi. Nên nhiều khi chẩn đoán nhầm. Nên là khi với một cái trường hợp mà ung thư phổi mà lần đầu tiên chúng ta sinh thiết mà nó không tìm ra tế bào ung thư thì chúng ta phải tính toán làm lại lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Tức còn những ung thư tế bào cái khối u nó nhỏ, 1-2 cm thì cái khả năng tìm được tế bào ung thư nó càng lớn hơn. Bởi vì là chúng ta tìm được chọc vào cái vùng mà nó tổn thương tế bào nó nhiều hơn. Đây là hình ảnh của một cái soi phế quản. Đối với chẩn đoán sớm thì chúng ta cần phải sàng lọc ung thư phổi ở một số người sau, ví dụ như là nam giới trên 45 tuổi thì có cái tiền sử ho kéo dài, nghiện thuốc nào thuốc lá, thậm chí ho ra máu, về sút cân, đau ngực vân vân, không rõ nguyên nhân thì chúng ta có thể là làm tất cả mọi thứ, ví dụ chụp X quang rồi thì xét nghiệm đờm, rồi soi phế quản, ví dụ thì trong người ta gọi là tính khoảng 4 tháng một lần, tức là để chúng ta loại trừ và sàng lọc. Người ta thống kê là tỷ lệ cái phát hiện sớm ung thư phổi phương pháp sàng lọc đạt khoảng 48 trường hợp trên 1.000 người. Tuy thế như thế là cũng rất là có giá trị, rất là giá trị. Trong 1.000 người phát hiện sớm trong đến 48 trường hợp cũng là rất là tốt. Ngày phân loại giai đoạn TNM theo năm 2009. Thì là T tức là cái khối u nguyên phát, thì có người ta có TX, TIS, T0, tức là TX là không đánh giá được khối u nguyên phát, TIS là khối u khu trú tại chỗ, T0 là không thấy u nguyên phát, T1 là khối u nó dưới 3 cm, T1A là dưới 2 cm, T1B là dưới trên khoảng 2 cm, dưới 3 cm. N là hạch lympho vùng, NX là không đánh giá được tình trạng hạch, N0 là không có di căn hạch vùng, N1 là di căn vào hạch lympho quanh phế quản và hoặc hạch quanh đốt phổi cùng bên và những hạch trong phổi, kể cả tổn thương xâm lấn trực tiếp. N2 là di căn vào hạch lympho trung thất và hoặc dưới carina. N3 di căn vào hạch lympho trung thất đối bên, hạch đốt phổi đối bên, hạch cơ bậc thang cùng bên hoặc đối bên và hạch thượng đòn. Đã nó có hạch thượng đòn thì nó nằm trong N3. Cái này để chúng ta phân loại, cho xếp loại theo tên là M. Còn M là di căn xa, M0 là không di căn xa, M1A là khối u nó ở khối u khác ở phổi thì phổi đối bên hoặc u với những khối ở màng phổi hoặc sự lan tràn màng phổi ác tính. M1B là di căn xa. Nói chung là M đã có M1 là nó di căn xa rồi. Đây chúng ta phân nhóm giai đoạn theo ký hiệu TM. Ví dụ như là cái người ta phân nhóm 1, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B và 4.
Thế cái này nó liên quan đến cái chỉ định phẫu thuật, ví dụ 1A, 1B, 1A, 2B thì có thể chỉ định phẫu thuật. Còn 2A, 2, 3A thì người ta có thể là phải điều trị hóa trị trước, phẫu thuật sau. Còn 3B, 4 thì người ta không chỉ định phẫu thuật. Thế còn ở đây là chúng ta sẽ tùy theo 1A thì theo T, N, M thế nào. Người ta rất rõ trong cái này. Ví dụ ta ốp vào theo tiêu chuẩn. À, tiêu chuẩn. Các em nhìn thấy cái bảng, ví dụ bảng của N này, bảng của M này, bảng T này, thì chúng ta ốp vào cái T, N, M nào thì nó nằm trong cái giai đoạn nào. À, rất là kỹ cho bệnh nhân, rất kỹ bệnh nhân. Cho nên mà các bác sĩ phẫu thuật, người ta trước khi người ta có chỉ định phẫu thuật, người ta phải đánh giá rất kỹ cái tình trạng T, N, M này. Thế này là bên là phương pháp rất là tốt để chúng ta chúng ta có thể mà chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Tôi nói thêm một số cái vấn đề về ung thư thở thứ phát. Ung thư thở phát nó là di căn một số ung thư, một số ở phát, ví dụ là dày, gan, vú, sinh dục, vân vân. Nó có thể là ở trung tâm hoặc ngoại vi tùy theo vị trí giai đoạn. Đấy. Thế triệu chứng của ung thư phổi thứ phát thì nó cũng như là ung thư phổi nguyên phát. Đấy. Và đặc biệt X-quang nó có hình ảnh bóng bay, thả bóng. Trước đây là đã có những cái X-quang mà tôi đã chỉ cho các em rồi. Nó cái hình ảnh của hình ảnh thả bóng. Đối với điều trị ung thư phổi thì thứ nhất là đối với những người ung thư phổi, người ta có rất nhiều những cái triệu chứng và liên quan đến cái bệnh này, nên chúng ta phải điều trị những cái triệu chứng này rất quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì là có những triệu chứng làm cho bệnh nhân rất khó chịu, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà người ta không còn chỉ định phẫu thuật nữa, thì cái việc điều trị triệu chứng rất quan trọng. Chúng ta điều trị cho những bệnh nhân ung thư phổi cũng phải nói là các em này, mai kia các em đi luân khoa ung cái bệnh viện ung biếu ấy, thì các em gặp rất nhiều những cái bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn mà không điều trị được, người ta đau rất nhiều. Một trong biện pháp giảm đau cho chúng ta cũng là cái rất đau đầu, bởi vì nó có cái gì nó cũng có hai mặt. Dùng nhiều thuốc giảm đau thì nó có nhiều những cái vấn đề tai biến rồi đủ thứ cả, và đã gọi là xác định bệnh nhân ung thư phổi thì cái dùng giảm đau nó cũng mang chất nó cứ tăng dần. Hôm nay một ống morphine thì mai kia người ta đòi 2 ống một ngày, rồi ngày kia đòi 3 ống một ngày. Có những bệnh nhân thì tiêm hàng chục ống morphine một ngày, người ta vẫn kêu đau. Bởi vì là trước đây chúng tôi điều trị cái ung thư phổi trong cái khoa hớp ấy, thì nhiều khi là điều dưỡng gọi là trước gọi là y tá, người ta để cả syringe với lại cái hộp tiêm ở ngay cạnh cái trong buồng bệnh nhân. Khi bệnh nhân gọi cái là chỉ có mang thuốc sang để tiêm luôn, bởi vì là tâm lý chung của những người bị ung thư phổi thì người ta chán nản rất dễ cáu giận. Nếu mà thầy thuốc hay là điều dưỡng mà thầy thuốc mà nói năng nó không nhẹ nhàng thì người ta đã cáu rồi. Rồi y tá mà tiêm không nhanh không kịp là người ta đã cáu, người ta chửi rồi. Tôi phải nói rằng điều trị những bệnh nhân ung thư phổi rất là khó khăn, cần phải có sự kiên trì nhẹ tính của thầy thuốc. Vì thế thứ nhất là điều trị giảm đau theo phác đồ Tổ chức Y tế Thế giới thì tùy theo mức độ và chúng ta kết hợp điều trị căn nguyên. Bậc 1 thì chúng ta dùng thuốc không có opioid, ví dụ như là paracetamol rồi aspirin. Đây là cái phổ cập nhất là cái paracetamol. Nếu mà sử dụng cái này, tất nhiên những cái này nó có chỉ định. Ít nhất thì chúng ta phải dùng 4 tiếng một lần. Dùng sát quá thì rất dễ những cái tai biến, đặc biệt là cái viêm gan. Cho nên gan. Nên những cái này mà tùy theo bệnh nhân, có bệnh nhân không dùng được thì chúng ta phải có cái biện pháp khác. Nếu chúng ta vẫn dùng cái không opioid nó vẫn đau thì chúng ta có thể tăng lên bậc 2, chúng ta dùng cái opioid nhẹ, ví dụ như là codeine hoặc là tramadol để dùng cho cơn đau nhẹ hoặc trung bình. Có thể là chúng ta phối hợp giữa thuốc bậc 2 thuốc bậc 1. Ngoài cái vấn đề chúng ta dùng cái opioid nhẹ, chúng ta có thể dùng thêm cái opioid không có opioid. Và bệnh nhân vẫn đau thì chúng ta sử dụng cái bậc 3 là opioid mạnh, ví dụ như morphine, fentanyl. Có thể là mình thực tế lâm sàng thì người ta có thể dùng 2 thứ, một là dùng cái morphine tiêm, hai là bao giờ chúng ta phải dùng thêm cái atropin, morphine cộng atropin. Thứ hai là chúng ta dùng donegal. Có những cái bệnh nhân mà người ta đau quá, người ta không chịu được thì chúng ta phải đông nguyên dùng donegal cùng amiazin cùng diclofenac để chúng ta trộn nào gọi là hỗn hợp tiêm đông nguyên nhân tạo cho bệnh nhân, để bệnh nhân lúc nào cũng lơ mơ
nếu không không chịu được. Và cái dùng đã dùng opioid chúng ta cũng vẫn có thể là thêm cái thuốc không không opioid để nó giảm cái liều đi, giảm được đi. Thế thì còn trong cái vấn đề điều trị giảm đau là vấn đề rất là phức tạp tùy theo thể trạng từng bệnh nhân mà chúng ta dùng, không bệnh nhân là giống bệnh nhân nào. Thế nên là cứ nói là bệnh nhân này chúng ta phải dùng cái này, bệnh nhân không thể chung một cái phác đồ cho các loại nhân được. Tùy theo bệnh nhân, có những bệnh nhân người ta chịu được thì chúng ta dùng những thuốc nó nhẹ nhàng thôi, còn những bệnh nhân mà người ta không chịu được thì buộc lòng chúng ta phải dùng những cái thuốc nặng, đặc biệt là các opioid nặng phải chú ý. Nên là có những cái câu chuyện mà morphine, doragang bao giờ người ta cũng quản lý theo cái thuốc nghiện. Khi mà y tá tiêm xong phải giữ vỏ nọ lại, rồi vỏ ống lại để nộp cho dược. Đã có câu chuyện trong đêm là y tá khi mà tiêm xong vứt tẹt cái vỏ ống ở trong thùng rác, xong hôm sau là phải mở hết ra để tìm, cũng có là nguy hiểm. Mà người ta bảo là coi như các vị lấy morphine rồi lấy doragang cũng chết. Viện ca cách đây một số năm đã có cái vụ án xảy ra rồi, tức là bán thuốc ở trong hiệu thuốc của viện ca, thuốc viện đưa ra ngoài đã khởi tố mấy trường hợp rồi. Nên là morphine rồi doragang sử dụng đúng liều, đúng đối tượng thì không sao, nhưng mà sử dụng không đúng và nó có nhập nhèm thì rất nguy hiểm. Nên là các em lưu ý mai kia sẽ khi mà các em ra nghề, bác sĩ phải chịu trách nhiệm trong tu trực. Xảy ra vấn đề thì người ta cứ lôi bác sĩ ra người ta xử. Nên là bác sĩ khi mà trực cũng phải quản lý cái này. Y tá rồi bây giờ gọi điều dưỡng người ta tiêm thì bác sĩ cũng phải xem, cũng phải theo dõi, kiểm tra, giám sát, rồi nhắc nhở điều dưỡng là phải giữ vỏ ống lại để bàn giao cho dược. Chứ có xảy ra là trong đêm là bác sĩ ăn đòn, thì các em lưu ý mọi thứ có thể xảy ra. Và người xảy ra, người chịu trách nhiệm chính là các bác sĩ trưởng tu trực, chứ không phải điều dưỡng. Điều dưỡng người ta một phần, vì người ta theo lệnh. Thế còn chúng ta phải nhắc nhở về cái quản lý những thuốc gây nghiện, đặc biệt morphine, doragang. Thứ hai, điều trị khó thở. Trong khó thở của ung thư phổi nó có nhiều nguyên nhân lắm. Trong đó có thể có tràn dịch màng phổi gây khó thở, rồi tràn dịch màng tim đến di căn gây khó thở, rồi những cái khối u nó tắc đường phế quản đường đường thở lớn, ví dụ như u mà nó tắc cái phế quản gốc bên phải hoặc bên trái thì chúng ta cần phải xử lý cho nó tốt. Thứ nhất là nếu mà trong cái trường hợp mà nó có cái hiện tượng co thắt thì chúng ta có thể dùng thuốc giãn phế quản hoặc corticoid dạng hít hoặc là đường thân, và kết hợp chúng ta phải giải quyết nguyên nhân, ví dụ như là tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, chúng ta phải hút bớt cho bệnh nhân dễ thở, hoặc là những khối u mà nó chèn ép phế quản gốc thì chúng ta phải soi phế quản để chúng ta xử lý cái u này bằng cách có nhiều cái phương pháp, có thể nong phế quản, rồi điều trị laser, rồi điện đông cao tần, xạ trị nội soi, rồi hoặc là thậm chí đặt giá đỡ khí phế quản, cũng là tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh. Nhưng nói chung là phải cần phối hợp giữa cái điều trị nguyên nhân cũng như là điều trị triệu chứng. Rồi điều trị ho, trong cái ung thư phế quản nó ho nó có nhiều nguyên nhân, cũng có thể ho do nhiễm trùng, ho do tràn dịch màng phổi nó kích thích, rồi ho do có thể suy tim, rồi có thể là phối hợp với những cái bệnh khác, ví dụ suy tim, rồi bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, vân vân. Thì chúng ta có thể là nếu bệnh nhân ho khan nhiều, chúng ta có thể dùng tacrolimus hoặc là thuốc giãn phế quản khi có co thắt phế quản. Và nếu có tràn dịch màng phổi, chúng ta chọc hút dịch, và nếu có nhiễm trùng thì chúng ta dùng kháng sinh. Tôi nhắc lại các em là phải chú ý xác định là có những cái trường hợp mà ung thư phổi nó sốt kéo dài, nó không phải là do nhiễm trùng. Cho nên chúng ta dùng kháng sinh, chúng ta phải cân nhắc. Nếu đúng thực sự có cái hội chứng nhiễm trùng thì chúng ta mới dùng thuốc kháng sinh. Rồi điều trị di căn xương cũng là vấn đề mà rất phức tạp. Khi mà bệnh nhân đã có di căn xương rồi thì phải nói rằng người ta rất đau trong xương. Thì khi mà các em đi lâm sàng, các em hỏi cái bệnh nhân mà ung thư phổi nó di căn xương thế nào thì người ta sẽ kể nó cảm giác nó cắn rứt, nó như được có một con như cái con giỏi nó vò trong xương, nó râm ran, nó khó chịu.
nên bệnh nhân hay cáu gắt, cho nên là tôi nhắc lại các em là bệnh ung thư phổi người ta rất hay thay đổi tính tình, thay đổi tính tình, cáu gắt rồi đủ thứ cả xảy ra. Đấy. Thế nên là điều trị những bệnh nhân ung thư phổi chúng ta cũng phải kiên trì, chứ không phải là cứ giống như các bệnh khác được. Thì cái điều trị đầu tiên là chúng ta giảm đau theo các bậc 1, 2, 3, như cái điều trị giảm đau. Thứ hai là chúng ta phải trả trị tại chỗ, và chúng ta có thể dùng một số nhóm thuốc bifosphamat có thể ngăn ngừa cái tiêu xương, hoặc truyền tĩnh mạch đồng vị phóng xạ, phong bế thần kinh hoặc phẫu thuật. Còn nhiều cái kỹ thuật mà tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh chúng ta xử lý. Rồi di căn não, cũng là một vấn đề của cái ung thư phổi. Hầu hết là những cái trường hợp di căn não mà bệnh nhân sẽ rất dễ tử vong. Chúng tôi đã gặp một số bệnh nhân buổi tối thì người ta vẫn bình thường, nửa đêm thì đã bắt đầu là tử vong rồi. Rất nhanh thế này. Đặc biệt là một số bệnh nhân người ta ở xa nhà thì cũng phải nói rằng khi phát hiện di căn não mà chúng ta khả năng là tiên lượng bệnh nhân tử vong thì chúng ta phải nhắc nhở cho bệnh nhân về sớm, Thứ hai là đã gọi di căn não thì cái việc điều trị rất khó khăn, Tuy nhiên là nó vẫn cứ chúng ta vẫn phải điều trị. Người ta có bệnh thì phải điều trị thôi. Đầu tiên chúng ta có thể dùng corticoid, thứ hai là chúng ta có thể xạ trị não, thứ ba là phẫu thuật, đặc biệt là cái phẫu thuật những cái u bằng bằng dao gamma quay, rồi xạ trị phẫu thuật điều trị, thì rồi hóa trị liệu nó cũng làm giảm được cái giảm áp lực nội sọ. Thì nói chung là khi mà đã gọi là di căn não rồi thì cái tiên lượng càng ngày nó có khả năng xấu hơn rất nhiều đối với những ung thư phổi. Rồi thì bị chèn ép thì sống cũng là một vấn đề rất là phức tạp. Khi nó đã di căn, nó chèn ép rồi thì cũng rất là mệt. Đầu tiên chúng ta có thể dùng corticoid, sau đó xạ trị và phẫu thuật. Cái chèn ép thì sống cũng là một vấn đề rất nan giải. Rồi điều trị ho ra máu thì đa số những cái trường hợp mà ung thư phổi nó có ho ra máu nhẹ, nó cũng nó rải rác thôi, cho nên chúng ta cũng chỉ điều trị những cái thông thường. Điều trị đối với thông thường những cái trường hợp mà ho ra máu nhẹ, ví dụ dùng giảm ho rồi những một số cái thuốc khác thôi, chứ con không phải xử lý nhiều. Tuy nhiên là đối với ho ra máu nặng, ví dụ như là những cái trường hợp mà nó khối u nó vỡ rồi nó chèn ép, nó tiêu hủy vào những cái động mạch, đặc biệt là vùng rốn phổi, thì nó có ho ra máu rất nặng, thì chúng ta có thể là sử dụng nội soi phế quản can thiệp hoặc là chụp mạch gây tác động mạch phế quản động mạch phổi rồi cắt phổi khi mà có chỉ định. Ví dụ như là có chỉ định là phẫu thuật thì chúng ta kết hợp chúng ta phẫu thuật luôn, đương nhiên là có chỉ định của phẫu thuật. Rồi điều trị tràn dịch màng phổi. Rồi đối với tràn dịch màng phổi thông thường thì tôi không nói, nhưng mà đối với tràn dịch màng phổi do di căn ung thư thì cái tái dịch nó rất là nhanh. Chúng ta không thể ngày nào chúng ta cũng chọc hút dịch cho bệnh nhân được. Chính vì thế cho nên đối với trường hợp mà ung thư phổi di căn gây ra tràn dịch màng phổi thì chúng ta cần phải ngăn ngừa tái phát bằng gây dính. Gây dính có thể là dùng nội soi để chúng ta cọ sát cái hai lá thành, lá tạng để nó dính vào nhau, hoặc là chúng ta bơm bột tan hoặc là hydrocovidone để vào qua ống lưu để chúng ta là gây dính màng phổi. Rồi trong cái ung thư phổi nó có hội chứng chèn ép tĩnh mạch trên, ví dụ như là phù hóa khoác này, rồi một số những cái triệu chứng gây ra cái khó chịu cho bệnh nhân thì chúng ta có thể điều trị bằng phương pháp dùng corticoid, rồi thuốc chống đông, rồi thuốc nội tiểu xạ trị hóa trị kết hợp nên là gây giảm cái hội chứng chèn ép. Thế là chúng ta điều trị những triệu chứng. Thế còn điều trị ung thư phổi thì mai kia vào trong cái bài của cái đi ung biếu năm thứ năm, các em sẽ được đi lâm sàng và sẽ tiếp quản tiếp nhận nhiều, tiếp xúc nhiều hơn với hóa trị liệu. Thì đây tôi chỉ nói là một số những cái điều trị với cái dạng ung thư có hai loại, một ung thư tế bào nhỏ, ung thư không tế bào nhỏ. Thì loại khu trú lồng ngực thì người ta xạ trị kết hợp đa hóa trị liệu. Hóa trị liệu thì dùng phối hợp hai hoặc nhiều thuốc trở lên, ví dụ như là dùng etoposide cộng với cisplatin, hoặc là chúng tôi dùng bốn thứ. Atrimicin, etoposide, cyproforamid và cyproforamid. Chúng ta dùng 6 đợt nếu đỡ hoàn toàn hoặc đến lúc bệnh tiến triển nếu ứng được bán phần. Về xạ trị thì chúng ta xạ trị khối u
chúng ta dùng 55 gray, rồi trung tất hấu thượng đoàn có thể xen kẽ với hóa trị. Chúng ta có thể xạ trị dự phòng ở não trong trường hợp đáp ứng hoàn toàn. Đối với dạng loạn lan rộng thì chúng ta chỉ dùng đa hóa trị liệu thôi. Rồi điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ thì cái kỹ thuật đầu tiên là phẫu thuật. Các phẫu thuật các giai đoạn 1A, 1B, 2A, 2B, giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì có chỉ định phẫu thuật cắt bỏ phân thùy, một thùy hoặc một phổi. Giai đoạn 3A thì người ta phải hóa trị liệu trước sau đó phẫu thuật. Còn 3B và 4 thì người ta không phẫu thuật đối với ung thư không tế bào nhỏ. Đối với chỉ định phẫu thuật của những cái trường hợp này thì thấy rằng là thể trạng bệnh nhân vẫn còn tốt, chức năng hấp FV1 phải đảm bảo trên 1 lít. Tổn thương nó khu trú từ giai đoạn 1 đó là 3A theo phân loại. Với theo mô bệnh thì người ta chỉ phẫu thuật trong cái ung thư không tế bào nhỏ. Thì còn ung thư tế bào nhỏ thì ít khi người ta có chỉ định phẫu thuật. Cũng có nhưng mà cái tỷ lệ thông rất là khó. Đối với chống chỉ định thì giai đoạn 3B, giai đoạn 4 thì người ta không có phẫu thuật. Kể cả ở ung thư không tế bào nhỏ. Thứ hai là có di căn xa, đã di căn xa rồi thì cái khả năng phẫu thuật nó không có. Rồi đã có tràn dịch màng phổi ác tính, rồi với chứng chèn ép tĩnh mạch trên, rồi liệt dây thanh âm, rồi chèn ép thâm nhiễm thực quản gây khó nuốt, nó gẹp ung thư tế bào nhỏ. Rồi chống, một số chống chỉ định khác, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng, rối loạn đông máu, suy tim, thể dạng suy kiệt vân vân thì đều có chống chỉ định trong phẫu thuật. Chúng ta có cái điều trị đích trong ung thư phổi. Hiện nay cũng là một vấn đề mà rất là lớn. Từ khi phát hiện ra những cái thuốc điều trị đích thì cái việc mà điều trị ung thư phổi nó có cái tiến triển rất tốt, đặc biệt là những bệnh nhân có những cái đột biến gen. Cũng rất may là hiện nay là bảo hiểm y tế người ta đã cho thanh toán những cái thuốc này rồi. Chứ trước đây hồi mới ra thì cũng phải nói rằng là không phải ai cũng có điều kiện để điều trị cái tế bào đích này. Vì ít nhất một tháng cũng mất khoảng vài chục triệu, không phải ai cũng có thể là có điều kiện. Thế điều trị đích này thì người ta thấy rằng là ở trong ung thư phổi nó có cái đột biến gen. Không, chủ yếu là những ung thư phổi không tế bào nhỏ. Cái đột biến gen này ở Việt Nam là khoảng 64,2% sau thống kê. Thì cái phương pháp điều trị đích này là người ta tác động vào cái đột biến gen này của tế bào ung thư. Và có hai loại thuốc sử dụng hiện nay là cái hoạt chất gefitinib, tức là dùng cái Iresa, hoạt chất là erlotinib, là Taxiva, và Taxiva là cái loại mà chúng ta dùng thường xuyên hơn. Nó là cái loại thuốc đột biến gen TK1 trong biểu thị ung thư không tế bào nhỏ có đột biến gen. Đấy là cái chỉ định rất rõ là không tế bào nhỏ có đột biến gen. Từ năm 2013, từ là cái thế hệ 2, nó là ví dụ như afatinib nó đã được sử dụng trong ung thư tế bào không tế bào nhỏ có hoặc không có đột biến gen, để người ta cho phép sử dụng cả không có đột biến gen. Tuy nhiên là cái không đột biến gen thì hiệu quả nó kém hơn rõ rệt so với cái đột biến gen. Hiện nay là thế hệ 3 nó đang được thử nghiệm, người ta thử nghiệm trong đó nó có cái nó liên quan đến cái có hai loại là osimertinib và rosnilimab đã được FDA của Mỹ đã phê chuẩn và điều trị được ung thư không tế bào nhỏ. Đối với bệnh nhân ung thư phổi thì chúng ta quan tâm đến cái phục hồi chức năng hấp cho bệnh nhân ung thư phổi. Bởi vì ung thư phổi thì người ta rất là người ta gọi là cái khả năng sống, người ta gọi là muốn điều cho bệnh nhân ung thư phổi người ta sống cái người ta gọi là chất lượng sống nó cao lên thì chúng ta cần phải có phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân bằng cái phương pháp là tập thở hoành, thở chữ môi, nó giúp cho chủ động tích cực trong phương pháp phục hồi chức năng hô hấp. Với tập thở hoành thì giúp tăng cường sức mạnh cơ hoành và các cơ bụng, giúp tăng cường lượng khí di chuyển ra vào phổi và không làm mệt cơ hô hấp, giúp cho bệnh nhân tăng cường tống thải đập dịch. Ở một số bệnh nhân là biện pháp dẫn đi hiệu quả. Ngoài ra làm tăng thông khí, giúp bệnh nhân đỡ bất khó thở, cũng là biện pháp rất là tốt. Kỹ thuật thì chúng ta có thể nằm ngửa, cho bệnh nhân nằm ngửa, thả nằm cổ vai, toàn thân thư giãn, tinh thần thoải mái, đặt một tay lên bụng, một tay lên ngực, hít vào chậm,
đều cho qua mũi sao cho bàn tay trên bụng có cảm giác bụng phình lên, lồng ngực không di chuyển. Hóp bụng lại dần theo nhịp thở ra, thở chậm qua miệng với thời gian thở gấp đôi thời gian hít vào, và bàn tay trên bụng cảm giác lõm vào. Tập thở sâu từ từ, tăng dần mỗi ngày và không quá sức. Người ta có thể là tập thở ngồi hoặc là đứng vẫn có thể được. Nên có thể là nằm là ngồi, gọi là tập thở cơ hoành. Thở chú môi, đó là kỹ thuật rất đơn giản. Tức là thở ra bằng miệng với môi chúm lại, tạo áp suất dương trong phổi giúp cho đường thở không bị xẹp lại. Khi thở ra nên khí thoát ra dễ hơn, giúp tăng cường lưu thông đường hô hấp. Thì kỹ thuật có thể là tư thế nằm hoặc ngồi hoặc là đứng thoải mái. Tinh thần là hít vào chậm qua mũi, tốt nhất kết hợp để thở cơ hoành. Thở ra từ từ với môi chúm lại như đang hít sáo, thở ra sao cho thời gian thở ra gấp đôi thời gian hít vào. Có thể áp dụng bất kỳ lúc nào mà cảm giác khó thở. Đây là kỹ thuật mà họ nói rằng là ai cũng có thể áp dụng được và lưu thông không khí rất là tốt. Tiến triển và có biến chứng tiên lượng của ung thư phổi. Ung thư phổi nó phải di căn theo bốn đường. Đường động mạch phổi thì thường gặp hơn, rồi đường bạch mạch, đường phế quản, đường kế cận. Biến chứng có thể là áp xe phổi thứ phát, bộ nhiễm phổi, sạp phổi, đặc biệt là những cái ung thư mà ở trung tâm, tức là nó khối u nó phát triển trong lòng phế quản gốc ấy. Mà gốc nó có thể gây ra áp xe phổi thứ phát, bộ nhiễm phổi, sạp phổi, vân, rồi tràn khí màng phổi, ho ra máu nặng do ung thư nó xâm lấn vỡ động mạch lớn. Về tiên lượng nó phụ thuộc vào cái loại tế bào, phân loại TNM, tình trạng toàn thân ứng điều trị. Với ung thư phổi tế bào nhỏ thì thời gian to gấp đôi, 28-30 ngày, nên thời gian sống thêm trung bình của bệnh nhân này chưa được 10 tháng. Giai đoạn 3B4 thì giai đoạn tiên lượng xấu hơn rất nhiều. Đấy là một số những cái vấn đề của ung thư phổi. Còn đối với ung thư phổi thì tôi nhắc các em là hiện nay nó là cái bệnh mà gặp khá nhiều ở nước ta cũng như trên thế giới, đặc biệt nước ta. Đấy. Và đối với nước ta thì cái tỷ lệ ung thư phổi càng ngày càng phát triển càng nhiều, liên quan đến ô nhiễm môi trường, liên quan đến hút thuốc lá, thuốc lào. Và cũng một cái đặc biệt nữa đối với nước ta là hầu hết các bệnh nhân, 2/3 số bệnh nhân ung thư phổi đến với bệnh viện đều đã giai đoạn muộn, không ở đang phẫu thuật, đặc biệt là không ở phẫu thuật. Và lưu ý là cái ung thư phổi nó nhầm với một cái bệnh phổi khác, đặc biệt lao phổi, nó chiếm khoảng 4%. Đây cũng là vấn đề mà trong quá trình các em hành nghề, đặc biệt mai kia thì các em lưu ý, nó rất dễ nhầm với cái lao phổi. Nên là trong quá trình chẩn đoán, rồi trong quá trình xét nghiệm loại trừ, thì chúng ta cần phải lưu ý cái xét nghiệm vi khuẩn lao cũng như là những cái kỹ thuật để có thể lấy được cái bệnh phẩm tốt nhất từ thấp đến cao, tùy theo hoàn cảnh là chúng ta có thể xử lý với một cái động tác rất đơn giản của bác sĩ phòng khám, chúng ta có thể loại trừ định hướng được cái chẩn đoán ung thư phổi càng sớm càng tốt cho bệnh nhân. Thế còn đối với bệnh nhân ung thư phổi thì cái triệu chứng thì nó cũng khá là giống với như một số bệnh khác, đặc biệt là cái triệu chứng toàn thân, nhưng mà đối với ung thư phổi nó có một số cái triệu chứng nó liên quan đến cái di căn và lan tỏa, đặc biệt là một số những cái hội chứng, ví dụ hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên, rồi một số cái triệu chứng về liên quan nội tiết, thì đấy cũng là cái định hướng để chúng ta có thể chẩn đoán đến ung thư phổi. Thứ ba là kỹ thuật để chẩn đoán ung thư phổi thì chẩn đoán hình ảnh nó là định hướng, thế còn các kỹ thuật để lấy bệnh phẩm mới là chẩn đoán xác định, tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ung thư phổi. Trong đó hiện nay tôi nhấn mạnh cái kỹ thuật là sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính, là kỹ thuật hiện nay rất là phổ biến và có cái tỷ lệ thành công rất cao. Các bác sĩ về chuyên khoa hô hấp, rồi chuyên khoa về chẩn đoán hình ảnh, người ta có thể thành thạo cái kỹ thuật này, rất ít tai biến, bởi vì là chúng ta có thể là sinh thiết cả những cái u ngoại vi, cả những u trung tâm, u nhỏ, u to thì chúng ta có thể sinh thiết được hết. Đấy là một cái mà chúng ta có thể là định hướng được cái càng chẩn đoán càng sớm càng tốt cho bệnh nhân. Đối với điều trị thì có hai một cái loại ung thư chúng ta hay điều trị khác nhau. Ung thư phổi tế bào nhỏ thì chúng ta xác định không phẫu thuật, thì có phẫu thuật rất là ít. Còn ung thư phổi tế bào không tế bào nhỏ thì chúng ta mới đặt vấn đề phẫu thuật. Ung thư phổi không tế bào nhỏ thì người ta chỉ phẫu thuật ở những giai đoạn 1, giai đoạn 2, cùng nắm là 3A.
3A. Đối 3A thì có thể phải dùng hóa chất trước sau đó phẫu thuật. Còn 3B vào giai đoạn 4 là người ta không phẫu thuật. Thì các em đi lâm sàng khi mà các thầy phân tích và chúng ta dựa vào những cái tiêu chuẩn của TNM để chúng ta ghép vào bệnh nhân để chúng ta xác định giai đoạn. Giai đoạn cái này là từng bảng, chúng ta có thể sử dụng bảng để chúng ta ghép được bệnh nhân qua cái triệu chứng, là qua tất cả các hình ảnh để chúng ta có thể chẩn đoán chính xác TNM giai đoạn nào để chúng ta chỉ định phẫu thuật. Chỉ định phẫu thuật đương nhiên là và thưa về trong điều trị thì chúng ta quan tâm đến hiện nay là cái điều trị đích cho bệnh nhân ung thư phổi, đặc biệt là những cái trường hợp mà ung thư phổi có cái điều có cái đột biến gen. Hiện nay là nó có cái thuốc thuốc loại 1, loại 2, loại 3 rồi, tức là cái tiến triển thì cũng phải nói rằng là loại 3 thì hiện nay người ta đang 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 đang, đang, đang nghiên cứu, và chú ý là chúng ta hiện nay là đang đang nghiên cứu cái loại này. Thế còn đối với loại thế hệ 1, thế hệ 2 thì chúng ta đã sử dụng tương đối là đặc biệt cái thế hệ 1 là chúng ta đã có cái loại Taxiva này. Taxiva là sử dụng tương đối nhiều hiện nay trong ung thư phổi. Ung thư phổi. Nói chung là đối với cái điều đích thì nên có, thì có giá trị tốt nhất là đối với cái loại mà nó có cái đột biến gen thì nó có giá trị, đặc biệt là mặc dù là hiện nay là bảo hiểm y tế người ta cho thanh toán cả đấy, nhưng mà đối với chỉ định thì chúng ta nên có cái chỉ định cho nó cụ thể hơn. Cuối cùng là cái phục hồi chức năng hô hấp của những bệnh nhân ung thư phổi rất quan trọng để người ta có thể có cái chất lượng sống tốt hơn, bởi vì là liên quan đến cái chất lượng sống và liên quan đến cái không khí người ta thở hàng ngày. Nếu mà chúng ta có thể hướng dẫn cho bệnh nhân tập thở thì người ta có thể là đỡ được cái tăng cường những cái chất lượng sống của người ta hơn, nhiều hơn. Đây là toàn bộ cái bài ung thư phổi. Ở đây chúng ta chuyển sang cái bài thứ hai là tràn dịch màng phổi.